Ok, rồi đi đi. Ôi trời ơi. Thật. Kìa bọn mình, đây bọn mình đang đi lùa lùa gà. Ok các bạn ơi, thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu trò chơi nhé. Bọn mình sẽ đây nha, các bạn này tiến nó đang cầm vòng rồi nhá. Tiến nó cầm vòng rồi, bọn mình sẽ đi lùa, sẽ đi đáp những cái vòng vào những cái con gà này nhá. Đáp những con gà. Trúng bao tiền? Trúng một con bao tiền? Trúng một con đào cổ trúng nó được 100.000. Ba con ta 300.000. Ừ, mình cứ đáp vòng đi. Nhưng một con trúng hai lần tính 200. Tính 200 luôn. Ok. Rồi đi đi. Ôi trời ơi. Kìa bọn mình, đây bọn mình đang đi lùa lùa gà nhé. Tiến này, ba mình tính. Tiến này. Đi đúng kìa. Lùa. Còn con nào không? À, bây giờ bọn mình lại đi nhặt vòng. Mày với lùa. Đây có phi. Ui giời. Trời. Ôi bây giờ bọn mình bắt đầu lại phải thu vào nhé. Tiến. Anh em, mày đã thu để anh lùa chúng nó ra đây. Mẹ. Tiến. Chạy nhanh thật. Đâu rồi? Còn một con này. Tiến này, đợi anh ra anh lùa. Còn một con à? Còn một con đâu nhỉ? Đây. Tiến. Ôi giời. Đi trúng. Đây đó, tiến. Chạy cho một con lùa nó. Rồi, nó kìa. Đâu còn mấy vòng? 10, cũng 10 cái. 10 vòng đâu mất một cái rồi. Có 12 cái vòng mà. 12 gái. Ờ, thì một cái mới đáp xong đây rồi. Đấy bây giờ bọn mình lại đi tìm vòng xong mình lại đi lùa gà tiếp nha các bạn nhé. Xem nó đâu rồi. Vừa anh thấy mày bắn ở đây này. Đây em bắn. Vừa anh thấy mày bắn ở đây một cái này, Tiến này. Có thấy đâu không? Không thấy đâu vậy ạ? Đó, bây giờ bọn mình đi tìm vòng xong mình lại đi lùa gà tiếp. Bây giờ bọn mình lại phải đi lùa chúng nó vào đây đã nhá. Ở đây. Đấy chưa? Đó mày cứ tìm để anh đi lùa gà nhé Tiến nhá. Các bạn ơi. Đây, hai con gà đấy này. Bây giờ mình sẽ ra đây mình lùa. Bây giờ mình sẽ ra mình lùa chúng nó nhá. Đó tí phải đi vòng đường này đấy. Bây giờ mình sẽ đi vòng đường này. Để lùa chúng nó vào kia để mình chơi trò chơi nhá. Ôi. Nó chạy ở đây mới con một hướng rồi. Mình không lùa vào kia cho thằng Tiến nó chơi nhỉ. Nó cứ chạy vòng tròn trong hết cả mặt. Ôi, lùa. Nó đi đường này rồi. Bọn này không vào kia mà nó cứ chạy đường tròn nhỉ. Đó. Tiến nó đang vẫy mình kìa. Cái gì? Tiến là cái gì? Chúng nó toàn chạy vào trong thôi. Bám sao đi. Anh lùa chúng nó toàn chạy vòng tròn khô nhất mới được. Cái gì? Một cái đâu rồi? Thôi để bọn mình vào kia còn một con để mình vào mình xem thử cái con này, con trong kia nhá. Tiến. Cùng con kìa. Chậm. Có 11 cái thôi. 11 cái. 3 cái rồi. Đây cùng con này. Đây các bạn trước mặt có một con này. Đây. Đi chậm này. Mình trắng. Đấy. Tiến. Phi đi. Gần vào. Đấy làm con đâu ấy. Thôi về đi tìm vòng, đây lại đi tìm. Anh em mày phi 3 cái ra đây này. Đây.
Để bọn mình lại đi thu vòng nhé. Có một cái màu vàng nữa kìa. Đây. Nhanh lên khủng luôn đó. Nó phía kia đấy. Nó chạy ra kia rồi. Anh phát hiện nó kia kìa. Nó chạy đây rồi. Tiến tiến tiến. Tiến tiến, anh nhìn thấy ba con này. Đấy. Đây 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 đây. Anh đứng đây, đứng đây. Ra đây. Không, đánh chặn đầu này, không cho nó về. Phải bị chặn nhé, không cho về. Không cho nó về. Ôi giời, giờ mày thi chán đấy. Ôi giời. Đừng được cho nó về. Lại chạy đây rồi. Dưỡng nhìn gì kia. Cái gì? Ra lùa gà đi. Lùa gà, đợi anh tí. Lùa gà em kiếm tiền. Đợi tí. Con ảnh ai? Ảnh người yêu coi. Đâu? Để cho mày xem, xinh cực. Được. Mày muốn xem không? Xinh không? Ui giời. Xinh không? Được. Hả? Ảnh ảnh người yêu ông nào đây? Đùa chứ, ảnh người yêu ai đây? Ảnh người yêu mày à? Sao mày vứt đây? Mày yêu đâu, anh rồi bảo người không yêu anh. Người yêu. Anh chưa thấy không phải người yêu anh. Người yêu đâu, người yêu anh làm gì xinh này. Bây giờ anh em đi lùa gà hay là ngồi đây ngắm ảnh? Tiến. Hả? Cho anh ngắm em đi lùa. Thôi đi, anh em đi lùa gà tiếp đi. Anh em đi chơi lùa gà tiếp đi. Bây giờ bọn mình tiếp tục đi lùa gà tiếp nhá. Bây giờ mấy con gà nó chạy linh tinh hết cả rồi. Mỗi con một hướng, bọn mình không biết cách nào mà lùa. Bây giờ mình đi xem mà chúng nó đang ở đâu nhé. Chúng nó chạy toán loạn hết rồi, không còn ở trong vườn này nữa rồi nha các bạn nhé. Đấy, các bạn ơi, bây giờ lên mình chơi thử nhé. Xem mà Tiến nó chơi nó lùa chán quá thì bây giờ mình thử ra mình lùa thử xem. Bây giờ mình đang phải đi tìm chúng nó. Đi tìm mấy con gà cái. À, được. Mình đã phát hiện là mấy con gà rồi. Được rồi. Không biết chúng nó đang làm gì ấy. Đây các bạn. Chúng nó đang ở đây. Giờ mình sẽ phi nhá, giờ mình sẽ lấy ra mình phi. Rồi mình phi nhá. Nhặt cái bóng ấy nhá. Qua chạy không? Qua chạy. Rồi. Lại trượt rồi. Đi, hai con chạy không? Hai con đi không? Đều đi không? Ra lùa ở đây rồi. Lùa đến ra đây rồi. Lùa đến ra đây rồi. Đi không? Chết chết rồi. Lại chạy vào đây rồi. Tiến. Anh lùa được hai con vào đây rồi. Tiến. Anh lùa được hai con vào đây rồi. Được, mình phát hiện là mấy con gà đây đang lấp đây. Nó đang lấp ở đây rồi. Mấy con gà đang lấp đây nhé các bạn nhé. Bây giờ mình đang phát hiện là hai con. Phát hiện là hai con. Đều đây rồi, đều. Nó đang trốn trong này. Nó không chịu ra luôn. Nó không chịu ra. Đây, nó lợi dụng lúc mình không để ý mình. Nó lợi dụng lúc mình cho thằng Tiến bỏ cho thằng Tiến chơi thì nó bảo chúng nó chạy ra Tiến phí. Ui giời ơi. Phí chúng. Nó lại chạy rồi. Được rồi, ra lùa đi. Anh lại đi ra lùa tiếp nha, bọn mình lại lùa tiếp. Đây, mình phát hiện nó đây rồi. Tiến. Cho anh mấy vòng. Anh mày biệt thi nhé. Biệt mỗi người một nửa, xong thằng ném chúng được không? Được không? Bây giờ đây, anh mày mỗi người một nửa nhá. Bây giờ đấy, mình là Tiến chia. Anh phải lôi ra đây chứ. Để chia mỗi người một nửa. Bọn mình sẽ đi lùa nhau, thi đáp và xem ai đáp trúng các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình được thi nốt lần nữa. Chứ cái mình nghĩ là trò này hơi khó. Đây. Đứng, mình đứng ở đây nhá. Đi sao. Ui giời. Nó lại chạy rồi. Nhưng mà mình sẽ chặn nó ở đây nhá. Được. Ôi, chạy. Không. Toàn trượt rồi các bạn ạ, nó lại chạy đi rồi. Các bạn ơi, video lùa gà của mình có khi hôm nay là làm chưa ai lùa được rồi. Thì là mình và Tiến chưa ai lùa được. Thì có khi video mình kết thúc tại đây nhé. Có gì các bạn nhớ đăng ký kênh và like và xem cái kênh ủng hộ cho mình nhé các bạn nhé.